Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Diễn viên Thanh Mai lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nay là nữ đại gia V-Biz. Nhắc đến những nữ hoàng ảnh lịch, người ta sẽ nghĩ đến những cái tên quen thuộc như Diễm Hương, Diễm My, Thu Hà, Việt Trinh. Bên cạnh những mỹ nhân đình đám của thập niên 80-90, thì cái tên Thanh Mai cũng làm nức lòng khán giả với vẻ đẹp cá tính nhưng không kém phần kiều diễm, một sắc đẹp chuẩn mực của người phụ nữ Á Đông. Thanh Mai vẫn giữ được nhan sắc mạnh mà như hồi trẻ. Hiện tại, Thanh Mai là một trong những nữ doanh nhân giàu có nước tiếng V-Biz, nhưng ít ai biết, nữ MC có một tuổi thơ rất vất vả. Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, Thanh Mai đã phải học cách bươn chải từ sớm. Cô chia sẻ bản thân phải học kinh doanh khi chỉ mới 10 tuổi. Nữ hoàng ảnh lịch giai đoạn những năm 80-90, trước khi bén duyên với nghề người mẫu ảnh và sự nghiệp diễn xuất, Thanh Mai từng gắn bó 7 năm với nghề múa. Thanh Mai thổ lộ bản thân đến với ballet một cách rất tình cờ bởi cô đi học không chỉ không tốn tiền mà còn được mang gạo về nhà. Nên Thanh Mai luôn chăm chỉ học múa, mỗi tháng sẽ nhận được 21kg gạo, trứng gà và sữa. Đó trở thành động lực để cô chia sẻ gánh nặng, kinh tế với bố mẹ và chăm sóc các em. Nhan sắc cá tính khiến công chúng không thể nào quên. Sau khi đoạt giải Á hậu cuộc thi ngôi sao điện ảnh ngày mai năm 1992, Thanh Mai may mắn bước vào sự nghiệp điện ảnh vào thời kỳ hoàng kim của dòng phim Mì Anh Liền. Những tác phẩm cô từng tham gia như Cô Thủ Môn Tội Nghiệp, Dĩnh Cùng Lê Công Tuấn Anh, Ngã Ba Lòng, hai series phim Nhựa Người Đi Tìm Dĩ Vãng đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Thanh Mai từng chia sẻ cô đã học cách buôn bán khi chỉ mới lên 10 để phụ giúp gia đình. Không những thế, Thanh Mai còn chứng tỏ trình độ mát tay khi giữ vai trò người dẫn chương trình của Talk Show có rating số 1 về giải trí sức sống mới phát sóng trên kênh VTV1. Ở lĩnh vực nào, Thanh Mai đều đạt được những thành tựu khiến công chúng ngưỡng mộ. Dàn MC chương trình sức sống mới gồm những tên tuổi lớn như Trung Dũng, Đoan Trường, Thanh Mai, Hiền Mai, Ảnh, VTV là cái tên được săn đón bậc nhất màn ảnh lúc bấy giờ. Thanh Mai lại lựa chọn một con đường riêng, khác với những đồng nghiệp cùng trang lứa. Cô chọn và học vào khoa ngoại ngữ của trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, nữ hoàng ảnh lịch lại tiếp tục theo học và tốt nghiệp với bằng thạc sĩ kinh tế MBA trong chương trình đào tạo kết hợp giữa Đại học Washington và Đại học Kinh tế Quốc dân. Thanh Mai thích thử thách và cảm giác vui sướng khi chiến thắng được những điều khó khăn. Thanh Mai có lẽ là một trong những người đẹp chịu khó học hành bậc nhất màn ảnh Việt thời điểm đó. Chia sẻ với tờ Tuổi Trẻ, Thanh Mai quan niệm, nghệ thuật chỉ có lúc có thì nên. Mai nghĩ cần kinh doanh để tạo dựng một cuộc sống ổn định cho bản thân và gia đình. Muốn kinh doanh hiệu quả thì trước tiên Mai phải đi học. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.